Qua dầu chưa? Quá. Tiếp theo đây là sẽ một em mixu nữa nha. Em này xong rồi thì bây giờ kéo ra em khác vô nữa, anh em phải chờ xem nữa nha. Ở đây mình quay maximum luôn, quay đã luôn, sướng luôn. Cần thì liên hệ số điện thoại cho anh Tám nha, phụ tùng số gì đó, cứ liên hệ với ảnh, ảnh sẽ trả lời cho anh em. Công việc hàng ngày thấy nhìn thấy đơn giản quá, nhưng mà vô làm thì nó cũng hơi gắt gói chút xíu thôi. Ở đây giờ mình cũng ở đây cũng gần tuần rồi đó, cho nên là thấy công việc này cũng nó thú vị, thích nghi, nhiều cái nó cũng vui vui hay hay. Thì khoảng một tháng nữa là anh Tám sẽ về hai container, là cỡ 40 mấy hoặc 30 mấy cái tùy theo loại máy nha. Đó, đẩy ra ngoài chỗ đó chấm đó, nhập ở bển sau thì đem về vệ sinh lại rồi đem ra trưng bày gì đó. Mà ở đây hàng là về nhiều lắm nha, cho nên là anh em muốn mua máy thì điện đặt anh Tám ha. Anh Tám thì 2 tháng đó về 1 công 2 công tiếp theo, 1 tháng cũng không chừng nữa, về liên tục gì đó. Bốn mấy á, còn bốn giờ năm có 18 công 20 công, còn thường là 1 năm 20 công. Thường thường là bạn Minh cho hay là về là khoảng 1 năm á là khoảng 18 đến 20 công, còn mà đắt hàng thì 25 công nha. Kéo cái này ra, em mới xuống ở trong đó, kéo em dân ma này ra. Tại vì bạn Minh quản lý bên đây thì bạn Minh nói nổ cái nào thì mình sẽ cho nổ cái đó nha. Ở đây anh Tám là chuyên dòng máy thủy, bao zin toàn bộ, anh em nào lấy thì cứ nói với anh Tám nha, không lấy hộp số thì trừ tiền ra. Clip trước là mình có quay là có một anh chủ ở Phan Thiết á có lợi lấy rồi không lấy hộp số cũng trừ tiền ra thôi. Xe này lợi hại thiệt, nhờ ảnh là khỏe. Mitsu này cũng chưa có rửa nha, chưa có vệ sinh lại cho nên là anh em nhìn nó hơi bị dơ chút xíu, cũng bình thường thôi, cái gì đâu. Số còn tem mạc nữa, chì chưa cắt luôn, giờ bô nó che à. Đây tem mạc đây, S6M4 gạch M50 là nhiều ta, 134 kW, 2300 vòng trên 1 phút, Mitsubishi. Để mình nhân coi bao nhiêu mã lực nha. Bây giờ ta lấy là 134 kW nhân cho 1.36 sẽ ra là 182 mã lực ha, cho 183 đi, 183 mã lực. Rồi lôi cái này ra luôn đi, cái này đem về hồi bữa mùng 10 nè, chưa có vệ sinh lại. Nâng lên, kéo ra.
vô. Mỗi một cái máy thì nó thiết kế khác nhau cho nên là cái không gian của nó cũng nhiều ha. Ở bên Nhật thì họ sang lắm, cũng giống mình ở đây, tới giờ của nó là ngưng, gỡ ra dục. Còn còn Việt Nam thì đem về là xài thêm 7-8 năm, 9-10 năm, tùy theo cái người xài nha, 3-4 năm cũng gì, tùy theo cái mức độ mà kỹ lưỡng hay không nữa, nước nôi rồi nhớt nhau. Rồi phải chủ nào cũng giống chủ nào thôi đúng không? Có chủ thì kỹ. Cái mã hộp số đây. Vậy là nó tính ra là 180 mã lực, 2.300 vòng trên 1 phút và 5 tua 55. Vậy là cái máy này chuyên về tải nha, 5 tua 55. Cái này đặt ghe tàu chiếc. Rồi ok. Xà lan hoặc là ghe bầu. Đâu, coi coi. Wow. Wow. Phê. Đó, coi nắp đây. Đó. Quá hiền. Ở đây sạch rửa lại là nó bóng Huế à. Hàng này chưa có sạch rửa gì hết trơn á. Liên hệ anh Tám để biết giá nha. Nhân viên ở đây cũng không có biết giá đâu. Tại vì còn dính cái phần hộp số á. Chuẩn bị để nghe tiếng nổ uy lực của em nó. Mình thì mình thích quay thực tế lắm. Kiểm tra dầu chưa, thiếu không, thiếu đủ đủ ha, tưởng thiếu thì châm vô. Ác không, nổ ác lắm không. Dòng máy thủy thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cái máy này tiêu thụ nhiên liệu cỡ bao nhiêu vậy bạn Minh? Không biết đâu. Hả? Chưa biết đó hả? Bạn Minh này bạn giỡn lắm. Mười mấy năm trong nghề nha. Anh này là cũng giỡn lắm nè. Chiều nay nhậu món gì anh? Anh ơi, nhậu món gì? Bò kho bánh mì hả? Ở đây mấy ảnh cũng vui tính lắm, giỡn giỡn cũng vui. Bây giờ lấn sân qua cái mảng máy này cảm thấy nó thích thú lắm. Nó vui cái lỗ tai mà nó hiểu biết thêm được nhiều thứ nữa. Tại vì mỗi dòng máy đều có cái hay nó khác nhau nha, hộp số đó cũng vậy ha. Công việc hàng ngày của máy ảnh thì cứ như vậy đó. Về container thì đem máy đi rửa rồi kiểm tra lại này nọ hết tất cả mọi thứ. Giờ câu dầu. Nhớ đủ rồi. Nãy thăm rồi. Đủ rồi. Nhất đen luôn à. Châm thì châm nhất đen không mà chứ cái châm nhất cũ đâu, nhất mới đâu. Nhất mới thì về chủ họ châm. Chỗ này thấy muốn tin nè. Họ chưa sai ra chạy được mà ha. Chỗ này. À, đem mặt còn đầy đủ hết nha. Này rửa ra là cũng mới à. Anh em yên tâm đi. Này chuyên cho dòng tải nha, về đặt ga bầu xà lan. Mấy dòng nhỏ nhỏ nữa. Tùy theo thôi, ghe chở lúa gì đó. Mang về, mang ghe chở lúa. Rồi, chuẩn bị đi.
chưa qua dầu. Nói chung là lúc nào cũng vậy, máy đem về ba chục này là phải lúc nào cũng vậy thôi, chưa qua dầu nha. Mình thì mình quay thực tế nha. Ở đây là bao zin, bao toàn bộ. Rồi xiết lại đi em ơi. Qua dầu rồi đó. Ở đây anh Tám là chuyên dòng máy thủy nha. Hai cửa hàng lắm. Wow. Qua dầu chưa? Quá à, cái tiếng nó ác lắm à. Lên ra đi. Hơi là ở đây phải không? Không, đây là cái thấu này. Đây phải không? Hết bệnh rồi. Nữa. Ai nghe tiếng máy mê thì cứ xem clip của Từ Siêu. Nhớ đăng ký kênh nha. Em có 102. Quốc. Qua dầu chưa? Hết bình nữa rồi. Hết bình hả? Rồi xong luôn, hết bình luôn. Gán lại cái coi. Gán lại cái coi. Cút. Hết bình rồi nha cả nhà. Nói chung là ngày mai rửa rồi nổ lửa. Đó. Ở đây giá thì anh Tám ảnh nắm hết ha. Không lấy hộp số thì trừ tiền. Này là chuyên dòng tải nha. Dơ vậy đó nhưng mà rửa ra thì bóng hơi thôi. Đừng quan trọng chuyện này. Sơn thì sơn miễn phí nha, nếu anh em lấy ha, mình kết hợp với anh Tám để quay clip cho cả nhà xem. Rồi, ngày mai tiếp nữa. Đang rửa dầu nữa. Thấy không? Vệ sinh gì lại. Quay cho anh em xem thực tế chứ. Chút nữa ông nào gì nghe tiếng máy cứ chờ nữa nha. Chứ ở đây là mình phải giờ phải nghe tiếng máy lắm, nổ hỉ đó. Mua máy thì liên hệ anh Tám nha, giá tiền cũng vậy, hỏi ảnh đi, ảnh trả lời cho hộp số gì sao sao đó. Đó rửa là thấy chưa, sạch cát bụi hết rồi. Anh em cần thì cứ liên hệ anh Tám, muốn lấy về thì sơn lại miễn phí luôn nha. Rồi quất đi anh, làm lại cái nữa đi cho nó vui.
ơn quá. Tiếng này là như súng bắn, hỉnh 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 như tiếng máy nghe ớn ha. Rồi clip này đến đây kết thúc luôn, hẹn anh em clip sau. Thích thì cứ liên hệ anh Tám nha, giá cả thì anh biết, anh nói chứ mình không biết. Vậy thôi nha, bye bye.